Xin chào các bạn, mình là Sang. Chào mừng các bạn đến với kênh Sang Thị Nở Cuộc Sống Bỉ. Sang tiếp tục hành trình mang đồ ấm ra cho người vô gia cư. Hiện tại Sang đang đi ở trên con đường này, đường đi ra chỗ trung tâm Bruxelles ạ. Và cái con đường này thì hiện tại hôm nay rất là vắng khách, tại vì xung quanh đây toàn là những cái nhà hàng. Đó, những nhà hàng và những tiệm bánh pizza. Nhưng mà hiện tại bây giờ tất cả đều phải đóng cửa, cho nên là cái con đường này vắng tanh. Hôm nay mình đi thời tiết cũng không có được đẹp lắm, trời mưa và dưới đường các bạn nhìn thấy lúc nào cũng bị ướt. Và Sang đang đi qua bên kia đường, Sang gặp một cái gia đình vô gia cư này rất là mới, và mới là đầu tiên Sang gặp họ luôn. Thì đầu tiên Sang tiếp xúc với họ thì Sang chào họ và hỏi họ là có cần đồ ấm không ấy. Thì nếu mà họ cần thì Sang sẽ đưa, và Sang hỏi người đứa bé đi theo họ là con gái hay con trai, thì họ nói là con trai. Và thế là Sang sẽ tìm đồ Sang đưa cho họ. Đây là những cái đồ mà bên Hà Lan đưa qua đây ạ. Và mình hỏi là bé trai này bao nhiêu tuổi thì họ nói là 8 tuổi. Và họ là người đến từ Romania. Nhỏ gật đầu. Nhỏ lắm. Không, em đừng lộn đâu, cứ để cho họ lộn đi. Cô này cô đang xin cái chiếc xe của Sang đó các bạn. Sang nói là Sang có một cái à, còn cái kia nó cũng không có được tốt lắm, nó cũng bị hư đó. Nhỏ của mình bự. Cô ấy nói cũng ngủ trên đường. Cô ấy muốn xin chiếc xe để kéo đồ. Sao? Ok. Sao? Ok. Mais ça c'est à moi, je dois tirer. Moi j'ai un. Après j'ai acheté dans les plans. À, bà kêu xe trên cái xe này cho bà đựng, tại vì bà ngủ ngoài đường. Ngủ ngoài đường mà không có đồ đựng quần áo. Mình mới nói cái xe này mình có một chiếc để mà mình chỉ cho đồ thôi, sao mình cho bà mình lấy gì mình kéo xe. Chẳng ai muốn mình muốn xe khác mình cho. U đọc mi u. Là hư. Là hư. Là hư ici. Ici là. Ici là. On doit chercher. On doit aller chercher. Après. Voilà. On sait que c'est. Oui, demain. Xin cái xe để đựng đồ, tại vì không có đồ này. Ở bên trước như nhà còn cái xe kéo mà ấy không cho bạn không. Em được. Cái này cho gia đình kia đi, cho gia đình mà đó đấy. Nhỏ. Ok, c'est petit ça. Ça va. Okay. Giờ mình còn ở đây những cái đồ nhỏ hơn, cho nên mình để cho gia đình có VV nhỏ hơn. Monster. Ça c'est mon ça. C'est quoi ça? Ça c'est quoi? Cô này cô thảo lắm mà cô còn cho mình được cái hộp đậu Hà Lan nữa nhưng mình không lấy. Ông xin cái xe này á hả? Không, xin xe kéo mà để đó. Để đó mình... Ông nói không muốn cái này. Sao? Sao nhập hết rồi? Cái xe kia gãy thì cho cái xe này đi. Hãy cho ông cái này đi, mình lấy cái xe kia, lần sau mình lấy cái kia mình kéo đi. Cái kia nó giống cái này. Mà góc lại được cái kia to hơn. Xe này để kéo đi chỗ đời mà sao cho ông lấy gì kéo. Sang quyết định cho gia đình cái xe. Xin cái xe này. Xin cái xe tại xe này rách rồi. Xe này bị hư rồi. Đây, xe này hư. Xe này hư đây. Cầm lấy cái xe... Xe nó hư rồi. À đúng rồi, đây, đây, đây. Đây, tốt. Cột nó mà. Rất là hư rồi, cột lại. À, xin bỏ vào đây. Cái bánh xe của họ nó hư rồi, nó không còn lốp xe, không kéo được nữa. Cho nên mình cho cái này thì họ rất là mừng. Họ nói họ ngủ ngoài đường cho nên là không có xe, không có thể nào kéo đồ được. Kéo chăn, kéo màn và nệm đây nè. Thôi thì có chiếc xe để kéo đi cho người vô gia cư thì cho ổng luôn rồi. Đây, cho ổng chiếc xe đó luôn. Sang thì có mỗi cái đấy thôi để kéo quần áo ấy. Còn cái này thì để kéo nước nè. Mà giờ xin rồi thôi cho đi hả? Cái xe rách kìa. Ba con lép. Rách này. Mình nói với cô ấy ngày mai mình sẽ ra đây mình cho mì nóng á. Và kêu cô ấy là ở đây chờ mình. Pas vu. Toi, j'ai pas vu toi. Toi, vous tous les jours ici. Mình nói mình cho đồ ăn từ chỗ nhà ga Sang Than xuống dưới đây nhưng mà không thấy họ. Và cô gái bên phía bên kia thì mình thấy nhưng mà họ thì không thấy. Khi nào trời mưa thì ông đi qua bên kia, thường ngồi ở đây. Combien de temps en Belgique? Comment c'est tout? À, mới qua Bỉ có 3 tháng rồi. Đấy là quel âge? 8 ans. Trước khi mình đi, mình còn dặn với họ là lần sau mình sẽ quay lại đây để cho họ không có thay đổi chỗ. Và còn em bé này thì chồng mình còn hỏi là em bé bao nhiêu tuổi thì kêu là 8 tuổi. Vậy là lần sau mình sẽ tới đây vào ngày hôm sau nha các bạn nha. Vào ngày hôm sau Sang đã có mặt ở chỗ này rồi. Đó, bây giờ Sang sẽ mang mì nóng ra cho người vô gia cư ạ. Anh chồng ấy nhìn thấy Sang đã cười từ xa rồi các bạn ạ. Nói ra chắc các bạn cười chê chứ Sang thấy là bây giờ thông minh ra được một chút rồi. Là không có giống như những lần trước nữa. Một mình mở những cái hộp mì này lâu quá. Bây giờ Sang nhờ những cái người này mở dùm luôn cho Sang. Thì như vậy sẽ nhanh hơn. Mình thấy anh chồng cứ ngồi tủm tỉm cười. Mình mới hỏi là anh có ăn không? Thì anh nói có chứ. Sang nhìn những cái khuôn mặt của những người vô gia cư khi mà được mì nóng như thế này, mình thấy họ vui mình cũng vui theo luôn à. Lần sau á, có gì Sang sẽ mang theo cả bánh mì ra nữa. Như tuy bánh mì họ không thích bằng mì nóng đâu nhưng mà thôi kệ, mình ráng mình làm được gì cho họ thì mình làm. Mình thấy họ vui mình cũng vui. Sang thì không có giỏi nấu nướng làm bếp giống như các anh chị ở bên Mỹ đâu. Ở bên Mỹ Sang thấy có bạn Anna, Ella, cuộc sống ẩm thực Mỹ, rồi ngâm suy, USA Family, rồi đạt võ, USA cũng vậy. Trời, các anh chị sao nấu đồ ăn ngon quá, mà mình xem video mình cũng thấy thèm. Nhưng mà ở Bỉ thì nói về nấu nướng thì Sang dở tệ luôn các bạn. Nếu mà nấu đồ ăn ngon được thì có gì Sang cũng ước chứ. Ước gì mình làm bếp giỏi, mình nấu đồ ăn giỏi để mình làm cái đồ ăn đó mình mang ra cho những người vô gia cư này để họ thưởng thức những món Việt Nam. Sang rất muốn điều đó chứ. Nhưng mà do tay nghề mình dở quá, không dám khoe. Sang nói cái này mong các bạn đừng cười chê ha. Là đồ ăn của mình á, xin lỗi là chỉ có chồng mình hoặc là gia đình mình ăn được thôi. Còn người khác họ ăn thế nào họ cũng cười. Sang mà nói chuyện với các bạn mà quên cái để ý cái đứa bé này, các bạn thấy không? Em bé cứ lăn đi lăn lại này kia, chắc là háo hức hay đói bụng dữ lắm rồi đó. Mình cũng tranh thủ mình làm lẹ lẹ để cho hai mẹ con có mì ăn cùng với người bố. Mà mình thấy là cái ăn này là đang muốn ăn dữ lắm rồi, đang chờ có hai mẹ con kia có mì là ảnh ăn thôi. Thế là bây giờ đó, các bạn thấy không, ảnh nào đang là khui hộp mì chuẩn bị ăn đây. Mình đang lấy bịch bánh ra cho gia đình ăn sáng thì em bé này hỏi Sang là có giày cho tôi không cô? Thì Sang nói có chứ. Đó. Và câu hỏi Sang thường hỏi là bé mấy tuổi rồi, trai hay gái? Mình đang lục bịch giày thì mình lấy ra được một cái đôi giày mà bên Hà Lan An chở qua đó. Thì cái đôi giày này thì hơi nhỏ đối với bé. Nhưng mà Sang có cầm theo một đôi giày của con của Sang. Năm nay nó lớn hơn rồi thì có thể bé đi vừa. Xin lỗi các bạn, Sang nói chuyện từ từ, nói nhanh thì Sang hay bị vấp. Mong các bạn thông cảm dùm Sang nha. Nghe nói chuyện từ từ như thế này thì cũng hơi buồn chán đó, nhưng mà thông cảm các bạn ha. Cái anh chồng bên phía bên này thì anh chờ hết nổi rồi, anh ăn trước ạ. Có phần áo gì nữa không? Có phần áo cho nó không? Ừ. Anh thì hỏi ông cứ lấy xem đồ, ông kêu thôi được rồi, hôm qua cho rồi. Gia đình này dễ thương lắm các bạn ạ. Sang hỏi là Sang lấy quần áo thêm để cho đứa bé đó, nhưng mà họ nói là hôm qua đã đưa rồi, cho nên hôm nay hãy để những cái đồ này cho người khác. Họ thật là dễ thương. À, có một cái cô này tới đây hỏi là Sang còn mì nóng không á, có thể cho cô xin được không á? Thì Sang nói có. Cô cứ nói Sang là vậy có thể đi đến chỗ của cô á. Và bây giờ Sang cùng với cô đi đến chỗ của cô nha các bạn nha, để cho gia đình này ăn ngon. Mà mình thấy anh chồng á là chuẩn bị ăn cái ly mì rồi kìa. Mình thấy ảnh ăn lẹ lắm. Mình nói với gia đình đó là cái ly của anh chồng thì có legume, có gia vị thì nó sẽ ngon hơn. Còn cái ly mì của cô vợ thì nó không đầy đủ gia vị, tại vì có một số gói gia vị trong đó cô vợ không có bỏ vô. Thì cô vợ nói là không sao, tại vì chúng tôi ăn, tôi thì ăn như vậy, còn anh chồng thì ăn được hết tất cả. Tức là nói cho ổng đồ thêm mà ổng nói không có lấy, tại hôm qua cho rồi, ổng lấy nữa. Cái này cũng ấy. Sắp đến Tết Việt Nam rồi đúng không các bạn? Các bạn chuẩn bị Tết Việt Nam tới đâu rồi? Có gì các bạn viết comment cho Sang ở dưới đây nè. Có gì Sang sẽ đọc nha các bạn nha. Tại vì ở bên đây nhớ Tết Việt Nam lắm, nhớ chợ Việt Nam lắm. Có gì các bạn viết cho Sang để Sang đỡ nhớ nha. Và đây là hình ảnh cuối cùng của video này của Sang. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau tiếp theo của Sang nha. Cảm ơn các bạn. Bye bye.